Uyên My rất vui khi được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh HTD News. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Trước khi đi vào nội dung bình luận ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine được kết thúc. Cầu nguyện cho người dân Ukraine và thế giới được bình an. Và giờ đây, chúng tôi xin được gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có tựa đề: Vùng chết, ngăn quân Nga tiến lên ở Bakhmut. Lính Wagner bị Ukraine dụ vào bẫy trong cuộc tấn công đẫm máu. Kính thưa quý vị, sông Basmuka cắt ngang thành phố Bakhmut trở thành vùng chết, nơi lính bắn tỉa Ukraine gây thiệt hại nặng nề cho lực lượng Nga tiến công. Yevgeny Prigozhin, ông chủ tập đoàn an ninh tư nhân Nga Wagner, cuối tuần trước tuyên bố lực lượng dưới quyền đang áp sát trung tâm thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine và chỉ cách tòa thị chính hơn 1 km. Tuy nhiên, Prigozhin thừa nhận tình hình ở Bakhmut vô cùng khó khăn và giao tranh diễn ra ác liệt khi lực lượng Wagner tiếp cận gần trung tâm thành phố. Bộ Quốc phòng Anh đánh giá chiến sự đang diễn ra dữ dội nhất ở khu vực trung tâm Bakhmut, với tiền tuyến chính là sông Bakhmutka cắt ngang thành phố. Bộ Quốc phòng Anh cho biết, lực lượng Ukraine đang cố thủ ở nửa tây Bakhmut và đã phá hủy các cây cầu vượt qua sông Bakhmutka. Các tay súng bắn tỉa của họ có thể khai hỏa từ những nhà kiên cố cạnh đó, khiến khu vực trống trải rộng 200-800 mét ở hai bờ sông trở thành vùng chết, gây khó khăn cho các đơn vị Wagner. Phát ngôn viên lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr vào ngày 11 tháng 3 cho biết, nước này đã tiêu diệt 1.090 lính, 8 xe tăng, 7 xe chiến đấu bọc thép và 4 hệ thống pháo của đối phương tại Bakhmut. Và nếu được xác nhận thì đây sẽ là ngày giao tranh gây thiệt hại nặng nề nhất với Nga kể từ khi mở chiến dịch tấn công Ukraine. Tuy nhiên, thì quân đội Anh cảnh báo lực lượng Nga đang tiếp tục tìm cách tiến công từ hướng Bắc và Nam thành phố nhằm khép vòng vây và các tuyến hậu cần duy nhất kết nối Bakhmut với khu vực do Ukraine kiểm soát ở phía tây thành phố. Prigozhin tuyên bố yếu tố quan trọng nhất lúc này đối với các tay súng Wagner là được tiếp cận đạn đầy đủ và giữ đà tiến công, khẳng định tình hình đạn dược đã cải thiện nhưng vẫn đáng lo ngại. Bộ Quốc phòng Nga vào hôm 12 tháng 3 cho biết lực lượng của họ đang đẩy mạnh hoạt động quân sự Donetsk, khiến hơn 220 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong vòng 24 giờ qua. Chiến dịch tiến công Bakhmut là trận đánh kéo dài nhất của lực lượng Nga kể từ khi xung đột với Ukraine bùng phát. Đây được coi là đầu mối giao thông quan trọng tiếp tế cho các đơn vị Ukraine tại vùng Donbass. Kiểm soát Bakhmut cho phép quân đội Nga tạo bàn đạp để tiến công những thành phố quan trọng khác ở tỉnh Donetsk. Các đơn vị Wagner là một trong những mũi tiên phong của Nga trong chiến dịch tiến công thành phố Bakhmut thời gian qua. Lực lượng Nga đã kiểm soát gần một nửa thành phố và khép dần gọng kìm quanh Bakhmut sau nhiều tuần giao tranh dữ dội. Quân đội Nga và các đơn vị Wagner đã kiểm soát khu vực phía đông Bakhmut và vùng ngoại ô phía bắc, phía nam nhưng vẫn chưa bao vây được thành phố. Nga nói rằng giành được Bakhmut sẽ tạo ra lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine và tạo đà tiến tới kiểm soát toàn bộ vùng công nghiệp Donbass. Nỗ lực bảo vệ huyết mạch cho lực lượng Ukraine cố thủ Bakhmut. Quân đội Ukraine đang dùng lực bảo vệ xa lộ T-0504, con đường duy nhất còn lại giúp họ tiếp tế cho lực lượng cố thủ ở pháo đài Bakhmut. Lực lượng Nga với nòng cốt là các tay súng tập đoàn an ninh tư nhân Wagner đã tăng cường đà tiến nhằm khép vòng vây Bakhmut, thành phố cửa ngõ ở miền đông Ukraine, nơi giao tranh diễn ra dữ dội suốt nhiều tháng qua. Thưa quý vị, lực lượng Nga vài tuần qua đã đẩy quân đội Ukraine đến khu vực phía tây Bakhmut, áp sát bờ sông Bakhmutka, chia đôi thành phố. Các đơn vị Nga cũng tìm cách tấn công từ phía Bắc và phía Nam nhằm tạo thành gọng kìm ngày càng siết chặt quanh lực lượng cố thủ Bakhmut. Đà tiến của Nga đã cắt đứt hầu hết tuyến đường dẫn vào Bakhmut, ngoại trừ xa lộ T-0504 ở rìa Tây Nam kết nối thành phố với hậu phương ở phía sau. Tuyến đường này giờ đây quan trọng tới mức quân đội Ukraine gọi nó là huyết mạch, đảm bảo sự sống cho lực lượng phòng thủ Bakhmut. Thiếu tá Oleksandr Panseny, chỉ huy tiểu đoàn tấn công số 24, một trong những đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ xa lộ T-0504 cho hay,
Nó là con đường duy nhất còn lại để vận chuyển người bị thương hoặc thiệt mạng trên chiến trường ra tuyến sau, đồng thời tiếp tế đạn dược, nước và quân chi viện cho lực lượng bảo vệ thành phố. Pansani, 26 tuổi, chia sẻ, nếu chúng tôi không làm tốt nhiệm vụ bảo vệ con đường, Bakhmut sẽ thất thủ chỉ trong một ngày, hai ngày. Tất cả những người ở đó sẽ bị mắc kẹt. Lực lượng Nga cũng sẽ hiểu tầm quan trọng của những con đường và đã tìm cách vô hiệu hóa nó bằng hỏa lực pháo binh. Các binh sĩ nói có một con đường khác rẽ nhánh từ T-0504 để ra khỏi thành phố, song quá rủi ro vì gần vùng kiểm soát của Nga. Nga dốc sức tấn công Bakhmut, bởi chiến thắng ở đây có thể giúp họ trấn an dư luận sau loạt bước lùi trên chiến trường, đồng thời mở toan cửa ngõ thọc sâu hơn vào phía tây tỉnh Donetsk. Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky quyết tâm biến thành phố thành biểu tượng cho ý chí kháng cự của Ukraine và tiếp tục kêu gọi viện trợ quân sự từ phương Tây. Bởi vậy, tiểu đoàn số 24 được lệnh phải chiến đấu bảo vệ xa lộ T-0504 cho tới khi Nga rút quân, nếu không muốn các đồng đội ở Bakhmut rơi vào hiểm cảnh. Tại nơi đóng quân của tiểu đoàn, Trung úy mang mặt danh Hook đang huấn luyện các binh sĩ cầm súng tấn công các tòa nhà ở địa hình trống trải. Họ chia thành từng nhóm hai người, nấp trong đống đổ nát của một nhà máy hóa chất, yểm trợ nhau áp sát một nhà để xe. Chạy, 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 Hook hét lên. Những người lính nhanh chóng di chuyển, nổ súng hạ mục tiêu xuất hiện trên đường. Hook, một cựu giám đốc bán hàng 33 tuổi, cho biết một số binh sĩ trong trung đội của anh có ít kinh nghiệm chiến đấu. Anh liên tục phân tích chiến thuật tấn công của lực lượng Wagner, sau đó xây dựng cách đối phó cho các binh sĩ thuộc quyền. Tôi thích cách đánh lừa các tay súng Wagner, biến họ thành những gã ngốc, anh nói về chiến thuật của mình. Tuy nhiên, Hook và các thành viên khác của tiểu đoàn cũng tỏ ra thất vọng về tình trạng thiếu vũ khí đạn dược trong nỗ lực bảo vệ xa lộ T-0504. Thưa quý vị, dù phương Tây tuyên bố đang chuyển nhiều vũ khí cho Ukraine, binh sĩ cho biết họ nhận được nguồn cung rất ít, ngay cả khi phải chiến đấu ở tâm điểm giao tranh khốc liệt. Điều này đã khiến nhiệm vụ bảo vệ con đường T-0504 kiềm hãm đà tiến công của Nga trở nên khó khăn và rủi ro hơn. Aviator, người điều khiển máy bay trinh sát không người lái UAV, nói rằng đơn vị của anh đang dựa vào những thiết bị bay giá rẻ dân sự để thực hiện nhiệm vụ. Anh sử dụng chiếc UAV DJI Mavic 3 sản xuất ở Trung Quốc để tìm kiếm vị trí của Nga và gửi video cho các chỉ huy pháo binh để điều chỉnh tọa độ bắn. Quân Nga cũng sử dụng một thiết bị của DJI để phát hiện đường bay và vị trí cất cánh của chiếc DJI Mavic 3, sau đó sử dụng dữ liệu này để xác định tọa độ bắn cho pháo binh. Đối phương còn được trang bị một thiết bị khác có thể cắt sóng liên lạc giữa hệ thống điều khiển với chiếc UAV của Aviator, buộc anh phải giám sát vị trí quân Nga để duy trì tín hiệu mạnh. Điều đó đẩy anh vào tầm ngắm của súng cối và lính bắn tỉa Nga. Aviator và các thành viên khác trong đội điều khiển UAV chuyển dữ liệu thu thập tới sở chỉ huy, đóng tại một trang trại bỏ hoang ở vùng Donetsk. Bên trong, những người lính dựa súng AK vào tường, ngồi quan sát các màn hình TV lớn để phát hiện vị trí quân Nga. Chichen, 26 tuổi, một chỉ huy khẩu đội pháo binh, liên tục sử dụng điện thoại, máy tính bảng và những bức ảnh chụp từ trên không tại Bakhmut để xác định mục tiêu. Dữ liệu được anh tổng hợp để quyết định phần tự bắn cho 4 khẩu lựu pháo D-30. Trận chiến Bakhmut đã gây thiệt hại lớn cho tiểu đoàn 24. Các binh sĩ của tiểu đoàn đã tiến hành hơn 20 đợt tấn công trong khu vực, trong đó chỉ có một đợt không ghi nhận thấy thương vong. Vào ngày đen tối nhất, hơn 150 binh sĩ trong tiểu đoàn thiệt mạng, bị thương hoặc mất tích. Chichen nói rằng đơn vị của anh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trên chiến trường. Những khẩu pháo cũ kỹ có thời gian sử dụng gấp đôi tuổi đời của Chichen đã không dưới 10 lần bị hỏng và phải sửa chữa. Các thành viên trong khẩu đội pháo binh cũng là những người có kỹ năng. Khi họ phải biết cách đánh giá địa hình, áp suất không khí và thậm chí là cả thời tiết ở khu vực mục tiêu trước khi khai hỏa. Họ còn gặp khó khăn về nguồn cung đạn. Khi bắt đầu cuộc chiến, Titan nói với họ khai hỏa khoảng 300 phát mỗi ngày, nhưng giờ chưa tới 10 lần, dù mục tiêu cần hạ rất nhiều. Tuy nhiên, khó khăn không làm đội của Titan nản lòng. Các khẩu đội lựu pháo vẫn huấn luyện ở rìa tây nam của Bakhmut, nơi xa lộ T-0504 cắt qua. UAV không ngừng quần thảo trên bầu trời để tìm kiếm mục tiêu. Khi Nga tăng áp lực tấn công, tổn thất với lực lượng Ukraine cũng tăng lên.
Hình ảnh UAV truyền về cho thấy Nga đã pháo kích trúng một điểm tập kết quân của Ukraine, gây nhiều thương vong. Chechen nói, khi thực hiện nhiệm vụ này, bạn phải sẵn sàng chấp nhận mất mát. Bạn phải làm, dù biết sẽ vô cùng khó khăn. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức bình luận của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin kế tiếp.